là nơi luôn luôn trao ta tận nhờ chân ái. Dẫu ta mang lầm lỗi gì vẫn luôn không từ bỏ ta mà đi, yêu vẫn luôn thiết tha. Cuộc sống đôi lúc như một trò chơi, cái màn nào nhắm mà khó thì cứ coi như trời cho. Thằng nhỏ tự nhiên ở đâu mà ra, tôi biết ai đâu là ba, làm rối cả mùa mọi thứ từ đó mới dần thay đổi tất cả. Mà ba ơi, thứ con cần là một mái ấm. Mà ba ơi, đã là một gia đình phải nắm, dù gặp phải hài hay bi, mọi thứ phê bày ngay khi có gì là khó khi cùng đồng lòng vì gia đình là số một. Cứ mãi mãi ta là gia đình, là một chuyện rộng lớn lớn hơn bản thân mình. Dù muốn thì bước hết đi còn lo gì, vì tình yêu này là duy nhất. Mặc dù đời vẫn lắm lúc hay còn trêu đùa, thời gian là mình phải sống ngay dù bao mùa. Mùa nhầm nhận ở phía trước nhưng phải nhớ rằng đằng sau mình gia đình là số một. Yeah yeah, gia đình là số một. Yeah yeah yeah, yeah yeah, gia đình là số một. Yeah yeah yeah, yeah yeah, gia đình là số một. Yeah yeah yeah. Cô làm gì vậy? Đầu bắp, đứng yên đó. Hai tay che mắt lại. Mặc đồ vô nhanh đi. Hay ho quá ha. Hả? Ai cho phép tắm nhà tôi đó? Không có tôi ở nhà là tự tiện gì đúng không? Thì tại vì hồi nãy đậu bắp làm đổ sữa cho người tôi mà. Có chắc không? Tôi nên đi hỏi đậu bắp đi. Được rồi, để đó tôi sẽ hỏi lại đậu bắp. Có cần trừ tiền nước luôn không? Để đó tôi coi lại. Cô cần nhớ một điều nha, nhà có con nít ăn mặc cho cẩn thận ý tứ, không khéo á làm hỏng cả một thế hệ. Ông biết rồi, cho đậu bắp đi ăn. Đậu bắp hết đau chưa con? Dạ hết rồi, con ăn 3 miếng cơm luôn á rồi xong con hết đau luôn. Ôi, đậu bắp giỏi quá à. Ngoan nữa. Mai mốt đậu bắp có đau ở đâu thì nhớ la lên liền nghe chưa? Dạ. Hello, đậu bắp. Đậu bắp có nhớ cô Tiên không? Khi nào cô Tiên qua, cô Tiên mua bánh cho đậu bắp ăn nha. Dạ, em cảm ơn cô Tiên. Mà nè, mà sắp tới chú qua thăm là chú mua đồ chơi cho đậu bắp nha. Dạ, cảm ơn chú Khải. Đậu bắp, đi ngủ ha. Dạ. Chào cô chú đi. Dạ, em chào cô chú không đi. Bye bye, đậu bắp ngủ ngon nha. Mà cái vụ bọn mày mở rộng tiệm giặt tới đâu rồi? Trời, ngon lành, đang tiến triển rất là tốt em. Mình sẽ đặt tên mới, tiệm giặt cô Tiên. Thật đấy hả? Trời, cái mặt gì đang giỡn hả? Cái mặt gì đang giỡn với mày hả? Tôi nói mày nghe, bây giờ á, hai vợ chồng tôi sẽ kết hợp lại, không cãi lộn nữa, yêu thương hạnh phúc, phát triển sự nghiệp. Tiệm giặt đồ cô Tiên sẽ bành trướng ra quốc tế, sẽ trở thành ông lớn trong cái ngành giặt ủi. Chết rồi, mình cũng phải vào cách nghe cái chuyện mới được. Ê, tao bận chút việc rồi, cái gì nói chuyện tụi mày sau nha. Bye. Hôm nay chú bé cá bảy màu đang đi chơi với các bạn tôm cua, nhưng mà tự nhiên cái lăn ra bệnh. May mà được các bạn tôm cua giúp đỡ, còn siêu nhân cá heo thì vẫn chăm chỉ làm việc. Mà tự nhiên cái siêu nhân cá heo bị tai nạn. Tai nạn gì vậy con?
siêu nhân cá heo bị té. Nhưng mà may quá, siêu nhân cá heo vẫn tự đứng dậy được và tiếp tục chăm sóc chú bé cá bảy màu. Chú bé cá bảy màu càng ngày càng ngoan. Siêu nhân cá heo càng ngày càng thương chú bé cá bảy màu. Chơi với các bạn tôm cua, nhưng mà tự nhiên cái lăn ra bệnh. May mà được các bạn tôm cua giúp đỡ, còn siêu nhân cá heo thì vẫn chăm chỉ làm việc, mà tự nhiên cái siêu nhân cá heo bị tai nạn. Ngày xưa có một cậu bé vì được mẹ cưng chiều nên sinh hư. Trong một lần ham chơi bị mẹ mắng, cậu bé đã bỏ nhà ra đi thật lâu. Ở nhà, người mẹ lúc nào cũng chờ đợi cậu trở về. Chờ mãi. Đến một hôm vừa đói vừa lạnh, lại bị trẻ lớn hơn mình đánh, nên cậu bé nhớ mẹ mới quyết định trở về nhà. Sau khi cậu bé trở về nhà, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu bé gọi mẹ khản cả cổ nhưng không có ai trả lời. Cậu bé ngồi gục khóc bên một cây xanh trong vườn nhà. Bỗng nhiên cây xanh rung rinh nghiêng cành, rơi vào tay cậu bé một quả to. Cậu bé tách trái ra, một dòng sữa ngọt như sữa mẹ chảy ra. Cậu òa lên khóc. Mẹ đã không còn nữa mà đã hóa thành cây vú sữa. Đó, con đó không được giống như cậu bé nha, không ham chơi nha. Đi á là phải về sớm với mẹ, không thôi hả là mẹ buồn. Yên tâm đi, mẹ sẽ luôn bên cạnh. Mẹ sẽ dõi theo và bảo vệ cho con, giống như người mẹ trong câu chuyện vậy đó. Anh thấy cái mẫu đồng phục này là đẹp nhất. Cái mẫu đó mà đẹp nhất á hả? Nè, anh nhìn cho kỹ đi, cái mẫu của em mới là đẹp nhất. Đẹp nhất đâu mà đẹp nhất. Nãy giờ là anh lựa 10 mẫu luôn. Mẫu nào em cũng không chịu, tới mẫu 11 em còn không chịu. Còn nãy giờ em cứ khăng khăng giữ cái mẫu này hoài. Mẫu này không có đẹp chút nào hết. Anh biết tại sao người ta cứ vụ khăng khăng không? Tại vì người ta có một cái gu thẩm mỹ á, biết không? Gu thẩm mỹ cái gì đó là tại vì ngang bướng, ngang ngược, không có bị thay đổi. Người ta thay đổi 11 cái mẫu rồi, em cứ khư khư cái mẫu này. Cái mẫu này, cái mẫu chấm bi rồi mẫu hoa què, nó chán lắm. Ủa hoa hè thì sao? Hồi đó giờ cái gu của em là gu hoa hè. Anh đang định đá xéo em đúng không? Thì bởi vậy nhìn chán. Anh chán em. Chào mọi người. Ồ anh trai tới đúng lúc lắm anh trai ơi. Đây đúng rồi, tôi cũng đúng lúc lắm. Anh vô đây ngồi, ngồi. Anh ngồi xuống đây giùm em đi. Bây giờ nè. Nè, bây giờ nè. Đây. Anh nè, anh coi đi, cái mẫu đồng phục của em là đẹp nè, đúng không? Anh đó khoan, hợp. Khoan dòm cái mẫu đó. Anh dòm thêm cái mẫu này nữa. Đó, bây giờ anh phân định kìa, cái mẫu nào đẹp hơn. Đó, anh nhìn đi, anh nói một câu công đạo đi nè. Đó. Hai mẫu rồi đều đẹp hết. Không, phải có cái mẫu đẹp hơn chứ, mẫu em đẹp hơn đúng không anh? Không, anh nhìn kỹ đi. Mẫu nào cũng vậy, đồ nào cũng vậy, hoặc là giải nào cũng vậy, phải có cái đẹp hơn, cái không đẹp đúng không? Phải bây giờ anh coi đi nè. Đúng rồi, cái này nè, anh nhìn đi, bắt mắt hơn, đẹp hơn. Cái đúng tiêu chí. Quả tiết nó chi chiết quá, bông rồi chấm bi nó không có dồn vô cái trọng tâm em là màu sắc đặc cái này sắc. À, dạ cái đó, này, thấy cái, chưa? Cái này. Cái này nó quá đơn giản đúng không anh? Không hề bắt mắt. Cái này nó đẹp cũng giống như cái này vậy nè. Nói chung là hai cái nó đẹp giống nó đẹp như nhau vậy đó. Không, phải có cái khác nhau chứ, đẹp hơn và đẹp ít hơn. Cái này đẹp hơn đúng không anh? Không, cái này phải đẹp hơn nè. Anh ơi, anh quay mặt qua bên đây anh dòm đi nè. Cái này anh nhìn kỹ, anh zoom ra. Nè, anh nhìn cho kỹ vô rồi anh phán một câu công bằng đi anh. Em hứa với anh luôn, đợt này em giảm cho anh 40%. Ủa, cái gì lớn quá vậy? Cái gì lớn? Nè, coi lại cái này đi. Em giảm cho anh 60% luôn anh trai. Đó, nhìn kỹ cái này vô. Anh à, em nói cho anh nghe nè. Người ta đang ép anh đó. Em không hề ép gì hết. Em chỉ nói anh là anh nhìn cho kỹ vô. Rồi đợt này á, anh giặt đồ đi, em giảm cho anh 80% luôn. Ồ, 80 luôn hả? Dạ, đúng anh, rồi. Anh có. Đây nè, nhìn đi anh, nhìn đi. Em giặt đồ với anh, miễn phí luôn, nha anh trai. Đó, miễn phí luôn hả? Luôn. Đúng rồi, đó. Anh ơi, trời ơi, anh đừng cái ham hố mấy cái miễn phí đó. Người ta bỏ đồ vô, người ta giặt không có thơm đâu. Trời ơi, đây nè, em giảm cho anh á là
90% luôn. Nhưng mà cái mẫu của anh đẹp hơn, em đừng có dùng những cái trò hối lộ vậy mà làm mất đi cái mẫu đẹp nhất của người ta. Anh ơi, cái mẫu của anh chọn thì anh cho là mẫu của anh đẹp. Ủa, cái mẫu của em bộ xấu hay gì? Thì tất nhiên là phải xấu hơn mẫu anh rồi. Trời ơi, sao mà xấu cho được. Cái mẫu anh vẫn đẹp hơn nha. Đây, Tiên nội ơi. Nè, anh ra đây, anh ra đây. Nội cái bộ đồ của anh thôi, anh nhìn đi. Giữa bộ đồ của em và bộ đồ của anh ta, ai đẹp hơn anh? Anh nói câu công đạo đi nè. Bộ đồ chấm bi lè lẹt. Thôi! Thôi gì vậy, gia đình của người ta anh thôi thôi gì. Em đẹp hơn á. Anh nói em trắng như bây giờ. Hình như tim bà có nội gián phải không? Bí mật lộ ra trơn. Tôi không biết nữa. Như bên tôi cũng đang nghi nghi thôi bà ơi. Đó chứ ai. Tào lao quá à. Chứ còn ai nữa. Có mình bả là ghét bà Như nhất. Bà nghĩ coi đúng không? À Phương Anh, em photo giùm chị cái này nha, có chị gặp khách hàng á. Ủa, em không rảnh, chị tự phô đi. Nè, để tôi phô cho. Nè, nè, bà đi đâu đi đi, tôi phô giùm cho. Đây, được, cảm ơn bà nhiều nha. Đi đâu bà đi đi. Ừ. Ủa, chị giúp bà chi vậy? Có gì đâu, đồng nghiệp mà. Với lại, chỉ có một tờ giấy thôi à. Mình nên giúp những người tốt thôi chị ơi. Mà cái vụ file đó, ngoài chị Như, anh Khải, bà là người nắm rõ file nhất. Với lại trong cái phòng này, bà là người ghét chị Như nhất mà. Thôi, em đừng có nói bậy. Tôi nhờ bà photo giùm tôi chưa? Nè, cảm ơn. Có gì đâu. Ừ. Người gì đâu, vừa xấu tính, vừa xấu nét. Nè, thôi đừng có nói như vậy, đồng nghiệp với nhau không mà. Với lại, em có bằng chứng gì không mà nói như vậy? Đừng có gây xích mích nội bộ đó. Chuyện tính nước này có bằng chứng gì nữa chị? Mà chị bớt thiện lành đi, mình hiền vậy thôi. Những người như vậy phải xử cho đẹp mới sợ chị ạ. Chị tốt quá, có ngày bà hại khi nào không hay đó. Thôi em đi công việc đã. Dạ xin lỗi quý khách dạ. Xin lỗi gì mà xin lỗi. Trời, trong đồ ăn mà có tóc lè sao. Dạ dạ quý khách ơi dạ. Dạ xin quý khách nói nhỏ tiếng đi. Dạ nhà tôi không có nhỏ tiếng được. Nhà hàng 5 sao tôi vô đây tôi ăn. Mà tóc như thế này làm sao tôi ăn. Kêu đầu bếp ra. Có chuyện gì vậy anh? Cậu Dương, trong đồ ăn có tóc chứ chuyện gì. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi đi. Tại sao phải xin lỗi? Cậu làm ra món ăn như vậy mà không xin lỗi người ta hả? Trời, nhà hàng 5 sao mà bán đồ ăn mà có tóc. Không thể nào có chuyện đó được. Tôi nói cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Tôi dám chắc không có bất cứ sai sót nào trong quá trình làm bếp. Món ăn này tôi đảm bảo không có vấn đề gì. Ý anh nói vậy là tụi tôi có vấn đề sao? Tôi là quản lý ở đây, cậu nghe chưa? Tôi là quản lý. Anh bình tĩnh đi. Tôi cứ còn xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Cái thái độ của mấy người phục vụ là sao? Nhà hàng năm sao mà phục vụ như vậy hả? Trong đồ ăn có tóc. Đưa vụ này lên mạng đi. Dạ dạ quý khách ơi, đừng đưa lên mạng dạ. Đúng rồi đó. Bóc phốt chuyện này, đưa lên mạng đi. Trời ơi, chết cái nhà. Để cho tất cả mọi người biết hai người bỏ tóc vô đồ ăn để ăn quỵt tiền người ta. Cái gì? Bằng sao? Chứng đâu? Bằng chứng đâu? Chính tôi là người thấy hai người bỏ tóc vô đồ ăn đó. Bộ tính nói thấy cái là được hả? Tôi cũng có thể làm chứng nữa. Mà chuyện này muốn chứng minh cũng dễ thôi mà. Lấy tóc đem đi xét nghiệm là biết qua liền hả? Không cần phải đi xét nghiệm. Món anh chị đang dùng là món chiên. Nếu sợi tóc rơi vào trong quá trình nấu, chắc chắn nó sẽ bị biến dạng ở nhiệt độ cao. Được lắm. Coi như hôm nay chúng tôi xui. Đi. Ê, phải trả tiền đi chứ. Anh chị ơi, anh chị ơi, thất thu nhà hàng anh chị ơi. Sao
Em cảm ơn anh chị chuyện lúc nãy. Không có gì đâu em. Không có gì đâu em. Chị em mình có duyên lắm. Em gặp anh chị hai lần rồi. Hai lần hả? Anh xin lỗi em, tại anh không nhớ nổi. Lần đầu tiên em gặp anh chị á là ở trung tâm cho nhận con. Lần thứ hai là cháu em bị chảy máu cam. Bé bị chảy máu cam ngoài đường. Anh nhớ rồi. Hình như là cháu của em đúng không? Dạ đúng rồi. Tên đầu bắp đúng không? Đầu bắp hả? Dạ đúng rồi. Chị nhớ rồi. Thật ra là anh chị về có nói chuyện với nhau về chuyện đó, tại vì thấy đầu bắp dễ thương quá, về cứ nhắc hoài hả. Mà đầu bắp hết chảy máu cam cho em. Dạ hết rồi chị. Vậy hả? Cứ cho đầu bắp uống nhiều nước với lại ăn còn mát là được. Con nít là vậy đó, nuôi nó cực nhưng mà cũng vui lắm. Anh chị nè muốn có đứa u hỷ mà cũng chưa có được. Vậy là lần đầu tiên em gặp anh chị ở trung tâm cho nhận con là để... Đúng rồi. Thật ra anh chị là giáo viên, chị dạy văn, còn ảnh dạy toán. Hai anh chị lấy nhau gần 10 năm rồi anh ha. Mà chưa có con cho nên... Thật sự thì anh chị cũng muốn sinh một cháu về để làm con nuôi, nhưng mà vẫn chưa có phù hợp lắm. Thật ra con nít mà nếu mà nó nhỏ quá thì anh chị không có kinh nghiệm để nuôi, mà lớn quá thì sợ nó khó chấp nhận cái chuyện mình là con nuôi. Với lại chị nghĩ con cái mà phải có duyên số nữa. Từ từ em, chuyện con cái từ từ tính nha. Thôi anh cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ thôi anh chị dùng ngon miệng, em xin phép. Về trước nha. Bye bye. Ê, sao tôi càng ngày tôi càng nhìn cái mặt con nhỏ kia tôi ghét nó ghê bà. Nghĩ tới cái vụ file thôi bực cả mình. Chứ gì nữa, chắc tại chị Như thấy nó làm lâu nên ráng giữ nó lại. Tiếc gì cái kiểu người đó. Mặt nó không được đẹp rồi mà cái nết còn xấu luôn. Mấy người nói ai xấu nết? Có ngon á, nó thẳng trước mặt nè, nó sau lưng chi vậy? Thôi mà. Mấy người bình tĩnh lại đi. Thôi em, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì màu màu vậy? Chị đã nói rồi, mọi người cứ lo làm tốt việc của mình, không gây hiềm khích với nhau như vậy. Chị nói lần cuối cùng nha, chị mà còn nghe ai nói qua nói lại một lần nào nữa là chị sẽ buộc người đó thôi việc. Mọi chuyện chấm dứt ở đây rõ chưa? Dạ. Thôi được rồi. Tối nay á, ăn mừng dự án team mình được chọn. Chị đãi nha. Không ai được phép vắng mặt đó. Dọn đồ đi rồi mình đi luôn. Dạ chị. Đi đi. Yo. Em biết ngay thế nào dự án của team mình cũng sẽ được lựa mà. Nhờ công của sếp hết đó. Không, nhờ công của tất cả mọi người mà. Thôi vô đi. Vô nha cả nhà. Chúc mừng mọi người. Nè mọi người ăn đi, chị kêu nhiều món lắm đó. Vất vả nhiều rồi, ăn nhiều vô nha. Em cảm ơn sếp.
Mọi người no chưa? No. No là gì? No rồi hả? Hôm nay đi có vui không? Vui à. Vui. À, vậy mấy đứa về ngủ sớm đi, để mai có sức đi làm nữa. Mình bắt đầu chạy dự án này rồi đó. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn sếp. Chúc sếp ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Ngủ ngon, mấy em ngủ ngon. Mình làm anh về ha. Chị Như. Ừ? Chị có taxi chưa? Để em đưa chị về. À, thôi, chị tự về được rồi. À, có gì mai gặp em ở chỗ làm nha. Dạ vâng ạ. Chào em. Chào chị. Chú Dương đọc thư của mẹ cho con ơi. Chú Dương ơi, chú Dương đọc thư của mẹ cho con ơi. Game. Đậu bắp ơi. Ăn cơm ơi. Ủa sao đậu bắp khóc vậy? Sao con khóc vậy? Ôi thôi. Chú Dương lại làm gì con đúng không? Thôi. Sao nói cô không nghe? Hả? Nịnh. Mẹ con nói mẹ đi công tác mà. Mà mẹ không viết thư cho con trong lòng ba hết kẹo. Ôi trời, coi không hiểu rồi. Con thương con nha. Thôi bây giờ nè, đậu bắp đi vô trong phòng. Đậu bắp lấy giấy với bút màu ra, xong rồi lát nữa cô Hân vô vẽ tiếp câu chuyện siêu nhân cá heo cho con nghe nha. Chịu không? Vậy thôi, vậy hơi nín. Không khóc nữa, bình tĩnh. Đi vô nha. Anh không thấy vậy là quá đáng hả? Hả? Có gì đâu mà quá đáng. Bắt một đứa nhỏ chờ thư của mẹ lâu như vậy mà không có gì hết. Được rồi. Được cái gì mà được? Để có gì tôi sẽ nói lại với nó là mẹ nó sẽ viết thư vào cuối tuần. Vậy còn nghe được. Trời. Thiệt luôn á chồng. Công nhận đồng phục nhìn cũng được quá chứ trời. Quá đẹp luôn á. Chấm bi màu cam. Dễ thương dễ thương. Công nhận cái màu này mà đập vô mắt khách một cái là khách mê. Xong rồi hả? Nó tới nó cho mình giặt đồ tiền vô. Tiền vô. Dạ. Yeah. Ơ. Kính chào quý khách. Cho em gửi đồ dạ. Dạ đây. Dạ anh muốn khi nào lấy ạ? Chắc chiều mai lấy á chị. Chiều mai lấy à? Thời gian dài quá. Trưa mai quý khách ghé cũng có thể phục vụ quý khách ân tình. Dạ. Ủa mà anh chị tính mở thêm dịch vụ hút hầm cầu hả? Không hề. Chỉ duy nhất một dịch vụ đó là giặt ủi. Chứ em thấy đồng phục anh chị y chang như áo em đang mặc luôn á. Là gì? Áo của công ty em nè. Hút hầm cầu. Mà anh chị giỏi hơn ha, làm nhiều vậy tiền để đâu cho hết.
mà nhớ là hầm mai nấy hút, đừng có giật mối em nha. Thôi em xin phép về trước, có gì chiều mai em tới lấy. Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao vậy Tiến? Trời ơi hết chuyện. Em mặc cái màu áo y chang như là công ty hút hầm cầu là sao? Nó còn sợ dành mối của nó nữa kìa. Trời ơi là trời thiệt hên. Bộ này là chưa mặc ra đường á. Mặc vào đường tao quắt vô kêu ê hút hầm cầu, chắc chết tôi luôn quá. Xin là em. Chứ còn gì nữa, cái mẫu này em chọn nha, ai chọn? Anh đã kêu chọn mẫu của anh đi, nặng nặc đòi chọn mẫu này. Chứ tại vì em đâu có biết là bị trùng với công ty hút hầm cầu đâu. Trời ơi, đã bây giờ mới kêu là chọn cái màu của anh đi là hay nhất. Mà lỗi là tại anh á. Lỗi anh chỗ nào, lỗi anh chỗ nào? Toàn là lỗi do anh hết. Ngay từ đầu khi mà em chọn cái mẫu này, anh phải quyết liệt cản em lại. Trời ơi, em đã cản từ hôm qua tới bây giờ em nặng nặc. Trời ơi, cái nhầm lỗi của em rõ ràng vậy mà em còn ngăn ngược vậy luôn hả Tiến? Nhưng mà anh cản không có nhiệt tình. Anh phải cản nhiệt tình hơn mới đúng chứ. Mà cái lỗi này lỗi tại anh đó. Nè, giặt đi, tự giặt đi. Rồi chiều nay đi, đi hút hầm cầu luôn đi. Nè. Cái mặt này mà đi hút hầm cầu hả? Thôi. Chú. Thằng chú qua sao gọn trước? Trời ơi gọi cái gì quá, gặp mà được rồi gọi cái gì con. Ủa cha, bận đồ đẹp quá, tính đi đâu vậy? Dạ con có hẹn. Ờ có hẹn hả? Thôi có hẹn thôi, đi 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 ha. Dạ mày đừng có dài dài vậy, để tao kêu con cháu tao ra. Đậu bắp ơi, con cái thăm con là con à? Đậu bắp. Dạ. Ôi trời ơi dễ thương quá trời. Biểu đi, biểu biểu biểu. Con chào chú Nam. Rồi, Dân cũng khỏe luôn hả con? Dạ. Ờ. Sao ba người thân thiết với nhau quá vậy? Đồ vô tâm. À, cảm ơn con nha. Chú Nam hay qua đây thăm Đậu Bắp lắm, không biết hả? Ơ, mày nói nó làm chi cho nó mệt. Cái thằng này nó đâu có quan tâm gì đâu. Tối ngày nó hết đi chỗ này, đi chỗ kia, nó đi riết mà cả mấy tháng người ta không gặp nó luôn. Nó chán thằng này lắm. Trời ơi, thiệt á. Thương quá. Chú ơi, thiệt tình Toàn qua thăm Đậu Bắp không ghé thăm con. Qua thăm mày có mẹ nhà không? Hay là mày đi tối ngày? Tao qua mấy lần qua thăm, qua đây thăm, tính thăm là thăm mày đó. Mà mày đi hoài tao mới thăm Đậu Bắp chứ sao? Riết bây giờ tao thăm luôn khỏi thăm mày. Biết không? Biết tôi mua đồ chơi cho không? À, quá đây. Ông mua quà tặng cho con nè, thấy chưa, đã không? Khoái 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 khoái. Bởi vậy nhiều khi thương nó quá, nhìn cái tao nhớ mày hồi nhỏ. Chú à, lúc đó còn lớn rồi, Đậu Bắp bây giờ mới có 5 tuổi, sao không giống nhau được? Bởi vậy mày vô tư quá. Chú nhớ nói con giống Đậu Bắp á, có nghĩa là hai đứa con đều bơ vơ, con hiểu không? Hiểu chưa? Giờ vậy nè, chú nói một câu cuối cùng. Lớn rồi, mẫu mã cũng đẹp trai với người ta, có bạn thật bạn gái cho đàng hoàng, lịch sự. Rồi sau này còn tiến tới hôn nhân, rồi còn có gia đình, có con, có cháu. Tao thèm gần chết. Mày đang kiếm đứa cháu cho tao ẩm thôi. Nhiệm vụ cao cả đó, con nhận đâu? Vô để cho ai? Cho Đậu Bắp nè. Cho thằng Đậu Bắp nè. Chắc tao 40 năm rồi mới có cháu. Rồi, hôm nay họp tới đây thôi. Mọi người nhớ theo sát timeline để làm tốt công việc nha. Dạ. Dạ. Mọi người làm tốt lắm. À, sếp đi công tác nước ngoài mới về. Có quà cho mọi người nè. Có quà. Đây, của em. Của em nè. Tầm 30 phút nữa chị sẽ email để chia công việc cho từng người nha. Đây, của hai em. À, chết rồi. Chị thiếu sót một phần. Có gì chị bù sau nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Sao đâu, Đậu Bắp đừng có lại đây lay đó. Ngồi đó đi. Ê bà, bà, bà. Ừ? Bà thấy lạ không? Lạ gì? Tôi thấy bà Như từ hồi giờ có tính sai gì đâu. Thì cũng đúng thôi, nuôi ong tay áo mà. Chắc lại cái vụ phai thức trình cái gì. Thế mà bà Trang còn đối tốt với bà Oanh. Nếu như không có gì á, thì chị Như đâu phải lạnh nhạt như vậy đâu.
Em đi anh. Ok. Dạ, em tới liền. Rồi. Anh ở đây. Đây là 50% số tiền còn lại. Ngày xưa có một con siêu nhân cá heo đi chợ mua con cá nhiều màu về nấu canh chua. Chú nói sai rồi, siêu nhân cá heo làm sao ăn thịt được mảnh cá mấy màu. Rồi siêu nhân cá heo đang làm việc bị chết té, rồi sau đó cá bà Dung nghe ngát không quan tâm. Sao quen quen người ta? Con còn nhớ con bé Bối không? Bối nào mẹ? Bối con của cô Ngọc, bạn thân mẹ đó. Dạ. Bữa nay em nó du học ở bên Thái Lan về đó. Hôm bữa tao có gặp một cặp vợ chồng, họ đều là giáo viên hết. Cưới nhau đã lâu rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng nó cũng đăng ký nhận con nuôi mà chưa được. Thế nghĩa là mày muốn cho họ nhận nuôi đồ bắp